Khi những người giàu dùng tiền tạo ra một trò chơi, bắt tất cả những người tham gia thả vào một khu rừng, thậm chí còn thả cả dã thú để săn lùng người chơi. Nếu muốn chiến thắng phải trở thành người sống sót cuối cùng, chỉ cần mất cảnh giác là chắc chắn sẽ chết. Cái trò chơi này nó tàn ác đến mức độ nào thì hãy cùng Vua Phim theo dõi hết bộ phim Đấu Trường Sinh Tử này nhé. Câu chuyện bắt đầu ở quận 12, nữ chính Katniss là một người rất giỏi bắn cung, nhưng chính quyền lại không cho cư dân được phép sử dụng vũ khí, vì thế mỗi lần luyện tập cô đều phải nén chạy ra khu vực cấm và sử dụng mũi tên của mình ngắm vào những con thú rừng. Đúng lúc này bạn trai của cô là Gale xuất hiện sau lưng, anh nói hôm nay là ngày chiêu quân lên chính quyền sẽ siết chặt an ninh. Vì thế hành động của cô mà để đội chị An bắt được thì sẽ rất nguy hiểm. Đúng lúc này trên bầu trời một chiếc máy bay khổng lồ bay qua, chiếc máy bay đó là của đám nhà giàu. Cứ mỗi năm bọn họ sẽ mở ra một cuộc tuyển chọn những người từ 12 đến 18 tuổi, tìm ra những người may mắn nhất để chơi một trò chơi sinh tử, nơi mà chỉ có người tài giỏi nhất mới có thể sống. Không lâu sau ngày tuyển chọn đã đến, tất cả những người đủ tuổi sẽ phải tham gia tuyển chọn, trong số đó có cả hai chị em Katniss. Khi các thí sinh tuyển chọn đã được xếp hàng ngay ngắn, thì bọn quý tộc nhà giàu mới từ trong bước ra và phát một đoạn phim ngắn nói về sự tàn khốc của chiến tranh trên đất nước của họ. Khi hòa bình được lặp lại, sự phân chia giàu nghèo đã chia đất nước bọn họ ra làm 12 quận riêng biệt. Đám nhà giàu thì ăn mặc sặc sỡ hưởng thụ cuộc sống, bọn chúng còn dùng tiền tạo ra một trò chơi. Mỗi năm một lần, mỗi quận trong 12 quận phải chọn ra một nam một nữ, 24 người sẽ phải cùng nhau tham gia vào một trò chơi mà bọn nhà giàu gọi đó là đấu trường sinh tử. Bọn họ sẽ phải chém giết để giành giật sự sống cho đến khi tìm ra người sống sót cuối cùng. Nếu thắng thì sẽ được một phần thưởng rất lớn. Nhưng những người được chọn chắc chắn sẽ nhận lấy một án tử, và không may người đầu tiên lại chính là em gái của Katniss. Không đành lòng để em gái rơi vào nguy hiểm, Katniss đã đứng ra và tình nguyện đi thay em gái. Điều đó cũng đồng nghĩa cô sẽ một đi không trở lại. Người đồng hành cùng cô trong cuộc chiến còn có anh chàng Pita, một người ở cùng quận của cô. Trước khi đi, cô nói với em gái: nếu cô không thể trở về thì hãy chăm sóc thật tốt cho mẹ. Chưa kịp nói thêm thì bảo vệ đã kéo mẹ và em gái ra ngoài, để lại cô một mình trong căn phòng trống. Sau đó bọn họ được đưa lên một con tàu, mà ở đây được chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho hai người. Đây là bữa ăn ngon nhất của họ từ trước đến giờ. Chiếc tàu đưa bọn họ đến với thành phố của người giàu, nơi người dân ăn mặc những bộ đồ sặc sỡ. Đến nơi họ được tắm rửa, trải chuốt, massage tỉ mỉ để chuẩn bị một bữa tiệc ra mắt vào tối nay. Khi mọi thứ chuẩn bị xong cũng là lúc lễ ra mắt bắt đầu. Tất cả người chơi của 12 quận đã xuất hiện trong những bộ trang phục sặc sỡ nhất, mà nổi bật hơn hết là cặp đôi của Katniss với bộ trang phục bốc lửa sau lưng. Điều đó làm khán giả vô cùng phấn khích, nó sẽ là một điểm nhấn cho bọn họ dễ dàng thu hút nhà tài trợ, vì họ sẽ cung cấp những vật phẩm có thể cứu mạng cho các thí sinh khi tham gia trò chơi. Trong khi luyện tập, Katniss đã quan sát những người ở quận khác, bọn họ là những người đã được huấn luyện từ nhỏ để tham gia cuộc chiến này. Thực sự ai cũng rất mạnh, nếu để đối đầu thì chắc chắn họ không thể thắng. Mà trước khi tham gia, mỗi người đều có một cơ hội để thể hiện mình, nếu làm tốt thì sẽ thu hút được những nhà tài trợ. Nhưng vì quá run lên, mũi tên đầu tiên của Katniss đã đi không trúng đích, làm cho những phú ông bên trên mất hứng. Katniss muốn được thử lại lần nữa, và đến lần thứ hai thì cô đã thành công, nhưng phía trên lại chẳng còn ai chú ý, đồng nghĩa tài năng của Katniss đã không được bọn họ công nhận, dẫn đến việc sẽ không ai chịu tài trợ cho cô trong cuộc thi. Việc đó khiến Katniss tức giận bắn một mũi tên trúng quả táo trên bàn tiệc, sau đó cứ thế quay người bỏ đi, làm cho ai cũng phải bất ngờ vì hành động đó. Trở về, quản lý của bọn họ cứ nghĩ đó là một hành động điên khùng. Ai ngờ khi công bố số điểm, Katniss lại đạt số điểm tuyệt đối 11/10, điều mà tất cả những người khác đều không làm được. Trước hôm tham gia trò chơi thì mỗi thí sinh sẽ được tham gia phỏng vấn độc quyền. Katniss thì nói với khán giả rằng cô sẽ cố chiến thắng, mang chiến thắng đó về cho cô em gái đang ở nhà đợi. Sau đó là đến lượt Pita phỏng vấn. Không ngờ đúng lúc này anh lại tỏ tình với cô trên sóng truyền hình. Điều đó làm cho Katniss vô cùng tức giận. Mối quan hệ hai người vốn rất tốt đẹp nay lại sứt mẻ. Nhưng đêm hôm đó cô đã không thể chợp mắt vì nghĩ rằng mình đã quá nóng nảy với Pita, điều đó không hề tốt cho trận chiến sinh tử sắp tới. Katniss sau đó đã tìm đến Pita để xin lỗi, làm mối quan hệ của hai người cũng dần tốt hơn. Cuối cùng ngày bắt đầu trò chơi cũng tới, tất cả các thí sinh được đưa lên một chiếc máy bay và gắn một con chip định vị vào tay để theo dõi. Không lâu sau thì tất cả bọn họ được đưa đến một khu rừng, trước mặt bọn họ là một kho vật dụng. Tất cả những kẻ giàu đang rất phấn khích đợi trò chơi bắt đầu. Trò chơi cũng được phát trên TV cho tất cả người dân ở các quận có thể theo dõi thí sinh của quận mình, mà người nhà Katniss cũng đang nín thở theo dõi. Khi trò chơi bắt đầu, tất cả các thí sinh đều lao vào kho vật dụng để lấy vũ khí. Đã có rất nhiều người không kịp nên đã bị giết. Một cuộc thảm sát đẫm máu đã xảy ra khi cuộc chơi chỉ mới bắt đầu. Ở phía khác, Katniss lại chọn cách an toàn. Cô nhanh chóng lấy đi một chiếc ba lô mà chạy vào rừng. Điều đó đồng nghĩa cô chỉ có những vật dụng cần thiết và sẽ không có vũ khí để phòng thân. Lúc này đã có rất nhiều phát súng vang lên, mà mỗi phát súng báo hiệu một người đã chết.
Điều đó chứng tỏ đã rất nhiều người phải nằm xuống. Cũng rất may Katniss vẫn an toàn trong rừng, mà điều quan trọng nhất khi sinh tồn là thức ăn và nước uống. Cô tìm được một con suối nhanh chóng bổ sung nước vào chai, sau đó là làm những chiếc bẫy đơn giản. Nó sẽ là vũ khí hiệu quả để hạ đối thủ. Để lẩn trốn đối thủ, Katniss chỉ có thể leo lên cây để trốn. Cho đến tối hôm đó, cô vô tình phát hiện ra một đám lửa gần mình. Đống lửa đó là của một cô gái, không may cho cô đã bị những kẻ khác tìm thấy và giết chết, mà bọn này đã thành lập một liên minh để đi săn những kẻ khác. Ai ngờ trong số đó có cả Pita, mà bọn chúng chủ yếu muốn lợi dụng anh để tìm ra Katniss. Ai ngờ trên cây cô đã nghe thấy hết được kế hoạch của bọn chúng. Đến hôm sau, Katniss y một mình tìm đường thoát ra khỏi khu rừng. Nhưng cô không biết rằng làm điều đó là phạm luật. Đám người trong phòng điều khiển trực tiếp tạo ra cháy rừng ngăn cô lại, thậm chí còn bắn ra những quả cầu lửa về hướng cô, làm Katniss phải bỏ chạy tụt quần. Tuy vậy thì cô vẫn bị thương rất nặng ở đùi, nhưng may mắn chạy thoát đến một dòng sông. Đúng lúc này đám liên minh kia cũng tìm thấy Katniss, khiến cô lại một lần nữa chạy chết. Katniss dùng chút sức lực cuối cùng để trèo lên cây, một tên trong đám cũng trèo theo để truy sát. Rất may hắn ta đã bám vào một cành cây khô mà ngã xuống dưới. Tức giận hắn lấy cung bắn, nhưng mũi tên đó lại không đi trúng đích. Lúc này Pita mới lên tiếng bảo kiểu gì Katniss cũng phải trèo xuống, bây giờ họ chỉ cần ngồi bên dưới đợi thì cô sẽ không thể nào thoát được. Nghe cũng thấy hợp lý, cả đám bọn chúng mới đi đốt lửa chờ đợi. Còn trên cây, Katniss cũng tranh thủ xử lý vết thương. Nhìn thấy cảnh này, người quản lý của Katniss không thể chịu nổi, anh đã đi xin nhà tài trợ chuyển cho cô một chút thuốc. Đến tối hôm đó, hộp tiếp tế cũng được chuyển đến chỗ cô. Mở ra có một tờ giấy nói hãy bôi thuốc vào và sống sót nhé. Bên cạnh có một hộp thuốc mỡ để bôi vết thương, có nó mà sáng hôm sau vết thương của cô đã đỡ đi rất nhiều. Đúng lúc này có một cô bé cũng đang ở trên cây bên cạnh. Cô chỉ cho Katniss biết có một tổ ong bắp cày trên đầu, muốn Katniss cho đám ong tấn công đám người bên dưới, mà loài ong này đã được làm thí nghiệm để đưa vào trò chơi. Nó có nọc độc gấp 10 lần ong thông thường, chỉ cần một lượng nhỏ nọc độc đã gây ra ảo giác. Katniss sau đó leo lên trên và dùng con dao nhỏ để cưa cành cây, mà đám người bên dưới vẫn đang ngủ say không hề biết gì. Tuy vậy trong lúc cưa, Katniss cũng đã không may bị ong đốt. Dù rất đau đớn nhưng để sống sót thì cô vẫn phải tiếp tục. Đến lúc cành cây bị cưa đứt, tổ ong trực tiếp rơi xuống đầu đám bên dưới, bọn chúng chỉ biết nhanh chóng tìm đường bỏ chạy. Một cô gái đã không kịp thoát mà bị đàn ong độc đốt cho đến chết. Katniss lúc này cũng trèo xuống, nọc ong cũng bắt đầu phát tác làm đầu óc cô quay cuồng, dùng hết sức tiến lại cái xác lấy đi chiếc cung làm vũ khí cho bản thân. Chưa chạy được xa thì cô cũng bị ảo giác mà ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì trên người cô đã phủ đầy lá, có ai đó đã giúp cô trị vết thương. Quan sát một lúc thì Katniss phát hiện ra một cô bé gần đó, sau đó hai người đã thành lập một liên minh. Qua lời kể của cô bé, Katniss mới biết mình đã hôn mê 2 ngày và đã có thêm 2 người chết, còn Pita thì vẫn an toàn sống sót. Rồi cả hai người cùng nhau lập một kế hoạch đi phá đám liên minh kia, vì bọn chúng đã cướp được rất nhiều đồ tiếp tế và chất thành đống, rồi cài những quả mìn gần đó để ai đến lấy đồ sẽ bị nổ tung. Bây giờ cô bé tóc xoăn sẽ phải đốt một đống lửa thật lớn để thu hút kẻ địch. Còn Katniss sẽ nhân cơ hội đó để hành động. Hai người ôm nhau một cái rồi bắt đầu thực hiện. Quả nhiên khi khói bay lên cao đã thu hút được đám người, bọn chúng liền chạy về hướng đám khói mà chỉ để lại một người canh gác. Ở gần đó Katniss cũng đang rình rập chờ đợi cơ hội. Chưa kịp ra tay thì đã có một cô bé khác lao vào, cũng chính vì thế đã làm cho tên canh gác đuổi theo người đó. Lúc này Katniss mới từ từ bước ra, dùng tên bắn vào túi táo, làm cho táo rơi ra kích nổ mìn, trực tiếp phá hết số dụng cụ mà bọn chúng đã thu gom được. Nhưng đến khi quay về, Katniss huýt sáo nhưng không thấy cô bé kia trả lời, biết rằng đã có chuyện với cô bé đó. Quả nhiên không lâu sau thì phát hiện ra cô bé đã bị dính bẫy của kẻ thù. Khi vừa mới cứu được cô bé thoát ra thì một tên từ đâu xuất hiện phóng lao. Katniss cũng rất nhanh hạ tên đó, nhưng cô bé kia lại không may trúng lao. Cái chết của cô bé làm cho Katniss rất buồn, cô thề rằng sẽ giết hết tất cả để trả thù, mà cái chết của cô bé cũng làm dân trong quận 11 kích động. Bọn họ cùng những người khác đã đứng lên chống lại những kẻ khốn nạn này. Tuy vậy thì đám người giàu đã cho quân đội đàn áp ngay sau đó, nhưng cũng chính vì sự nổi dậy này đã khiến cho người điều khiển trò chơi thay đổi luật. Trước đây chỉ một người sống sót sẽ giành chiến thắng, bây giờ sẽ được phép hai người cùng đăng quang, miễn là cả hai đều phải ở chung một quận. Nghe thấy tin này, Katniss ngay lập tức đi tìm Pita, vì cô biết anh cũng đang bị thương rất nặng. Đi theo vết máu, cô đến được bờ sông và cũng tìm thấy được Pita đang dùng thuật ẩn thân trong đá ở đây. Sau đó cô sơ cứu vết thương cho anh. Rồi cả hai dìu dắt nhau vào được một hang động. Chân Pita lúc này đang bị thương rất nặng, anh không thể chiến đấu được nữa, bây giờ chỉ có thể tạm thời trốn trong này. Đến hôm sau thì có một thông báo sẽ có một đợt tiếp tế, làm cho Katniss quyết định phải ra ngoài kiếm thuốc cho đồng đội. Cho dù Pita có ra sức ngăn cản, nhưng không may khi lấy được đồ tiếp tế cô lại bị phục kích. Tuy rằng đã rất cố gắng phản kháng nhưng Katniss vẫn không thể thắng được. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một anh chàng da đen xuất hiện, tiện tay giải quyết luôn cô gái kia. Anh là thành viên cùng quận với cô bé đã chết của quận 11, cũng vì thế mà anh đã tha chết cho nữ chính một mạng. Cô cũng nhanh chóng cầm lấy gói tiếp tế trở về hang, rồi dùng số thuốc kiếm được để chữa trị vết thương cho Pita.
Đến hôm sau thì vết thương của anh đã gần như được chữa lành, sau đó hai người lại tiếp tục lên đường, bọn họ quyết định chia nhau ra để tìm đồ ăn. Chưa đi được xa thì Katniss nghe thấy tiếng súng báo hiệu một người chết, làm cô nghĩ đến Peeta mà quay lại tìm anh. Rất may là cả hai người vẫn an toàn, thì ra người chết là một cô gái đã ăn nhầm quả dâu đen có chứa kịch độc. Không lâu sau thì trời lại bắt đầu sẩm tối, vì trong phòng điều khiển bọn chúng muốn nhanh kết thúc trò chơi, đêm nay bọn họ sẽ thả ra những con thú hoang để đi săn lùng những người còn lại, mà Katniss và Peeta vẫn chưa hề biết chuyện gì xảy ra, bọn họ đi lang thang trong rừng mà không biết nguy hiểm đang rình rập. Nạn nhân đầu tiên của đám dã thú chính là anh chàng của quận 11. Đi được một đoạn thì hai người cũng đã nghe thấy tiếng dã thú, Katniss liền dương cung đợi sẵn. Đúng lúc này một con báo đen lao đến, cả hai phải rất cố gắng mới có thể chạy được. Lúc này đám quản lý lại tiếp tục thả thêm hai con để đuổi theo. Sau một hồi chạy đua với tử thần thì hai người cũng ra được đến kho tiếp tế, cả hai sau đó trèo lên được nóc kho tạm thời thoát được nguy hiểm. Ai ngờ đã có một tên ở trên này đợi sẵn, hắn ta là Kato, một trong ba người sống sót cuối cùng, rồi hai bên lao vào đánh nhau, bên nào cũng muốn sống sót mang vinh quang về cho quận của mình. Tuy vậy thì Kato chỉ có một mình, biết là không thể đánh lại, hắn khống chế Peeta để uy hiếp Katniss, nếu cô dám bắn thì hắn sẽ kéo Peeta chết chung, điều đó làm cô vô cùng khó xử, nhưng sau một hồi ngắm chuẩn thì cô cũng bắn trúng tay hắn. Peeta cũng thuận tay đẩy Kato xuống đàn báo bên dưới, để kết thúc sự đau đớn của hắn ta, Katniss đã tặng hắn một mũi tên, bầu trời cũng dần dần hửng sáng. Ai ngờ lúc này lại có thông báo, bây giờ bọn điều khiển trò chơi này chỉ cho phép một người giành chiến thắng, điều đó đồng nghĩa một trong hai người bọn họ sẽ phải chết, nhưng có lẽ lúc này chẳng ai dám ra tay với người còn lại. Vì thế Katniss đã đưa ra một quyết định điên rồ, cô sẽ cho cái trò chơi khốn nạn này lần đầu tiên không có người chiến thắng, bọn họ sẽ cùng nhau ăn quả dâu đen mà tự sát. Quyết định đó thật là điên rồ với những người tạo ra cái trò chơi này, bọn chúng không muốn trò chơi lại bị phá hỏng như vậy. Đúng lúc hai người chuẩn bị tự sát thì đã có thông báo mới, với chiến thắng thuộc về hai người bọn họ. Cả hai người sau đó trở về quận của mình, được mọi người chào đón như những người hùng, nhưng nó cũng làm cho những kẻ đứng sau không được hài lòng, bọn chúng sẽ tạo ra một trò chơi tàn ác hơn, và sẽ không còn những kẽ hở trò chơi như thế này nữa. Hứa hẹn phần phim tiếp theo sẽ cực kỳ hấp dẫn và kịch tính. Phim đến đây cũng hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo, bye bye. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thích video này, thì hãy bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Vua Phim Review nha.